Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin giải trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ và thật thoải mái. Diễn viên hài Mạc Văn Khoa mua nhà mới sau 4 năm ở thuê. Mới đây, Thảo Vy, bạn gái Mạc Văn Khoa, chia sẻ hình ảnh không gian căn hộ 2 phòng ngủ với thiết kế đơn giản phẩm cúng, cô viết "Chiến nào anh em ơi, số 8 may mắn". Sau bài đăng, đông đảo của bạn bè Thảo Vy đã gửi lời chúc mừng cô và Mạc Văn Khoa. "Nhà đẹp quá, chúc mừng anh chị về nhà mới thật vui vẻ, hạnh phúc nhé". Đáp lại, cô viết "Cảm ơn em yêu". Trả lời câu hỏi về vị trí của căn nhà, Thảo Vy cho biết nhà mới mua ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, rất nhiều bạn bè cho rằng đây là thành quả xứng đáng của Mạc Văn Khoa sau 4 năm cố gắng không ngừng. Trước đó, cây hài quê ở Hải Dương chia sẻ, anh thuê nhà suốt 4 năm ở thành phố Hồ Chí Minh với giá 5 triệu đồng mỗi tháng. Khi sống một mình, anh cảm thấy hài lòng với căn phòng thuê. Tuy nhiên, từ khi xác định kết hôn với Thảo Vy, Mạc Văn Khoa đã đặt mục tiêu phải mua nhà, chuẩn bị kinh tế cho tương lai. "Tôi là đàn ông, lại là người Bắc nên hơi lo xa. Tôi muốn khi lấy vợ, bản thân phải có sự chuẩn bị chu đáo về kinh tế", anh nói. Gần đây, Thảo Vy tiết lộ hôn lễ sẽ được tổ chức vào đúng Giáng sinh năm nay. Cả Mạc Văn Khoa và Thảo Vy đều yêu thích một đám cưới ấm cúng nhưng hài hước và vui vẻ. Kịch bản và dàn dựng cho hôn lễ sẽ do đạo diễn Lê Thanh Hòa đảm nhận. Trong khi đó, nam diễn viên hài từ chối chia sẻ kế hoạch cụ thể về đám cưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.